Trưởng ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho biết, có 8 điểm xây, 8 điểm chống được phản ánh trên các mặt tư tưởng, đạo đức, chính trị, lối sống, tác phong, tự phê bình của cán bộ, đảng viên. Trưởng ban tổ chức Trung ương cho rằng, lãnh đạo cấp cao phải nghiêm khắc với bản thân, kiên quyết chống các biểu hiện suy thoái đạo đức, các biểu hiện tiêu cực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, kiểm soát đối với gia đình, người thân, chống tham nhũng, lãng phí, chống lạm dụng quyền lực, lợi dụng chức vụ quyền hạn, chống chạy chức chạy quyền. Mặc dù những năm gần đây, phòng chống tham nhũng, lãng phí đạt được kết quả bước đầu, nhiều vụ án kinh tế quan trọng, phức tạp đã được đưa ra xét xử và xử lý nghiêm minh. Tuy nhiên, tình trạng tham nhũng lãng phí vẫn còn phức tạp, tập trung vào các cán bộ có chức, có quyền. Cá biệt, có trường hợp tham nhũng, chính sách, có dấu hiệu lợi ích nhóm. Do đó, cần có quy chế để kiểm soát quyền lực một cách chặt chẽ. Vì vậy, cái yêu cầu trong cái quy định này thì yêu cầu các đồng chí là cán bộ cấp cao phải cảnh giác trong mối quan hệ và có thái độ phòng chống hiệu quả trong những hành vi nêu trên, tức là lợi dụng quyền hạn và uy tín. Hơn nữa phải kiểm soát, không để vợ chồng con có các cái biểu hiện sống xa hoa, phô trương lãng phí hoặc xa vào cái tệ nạn xã hội rồi, hoặc là bị vi phạm pháp luật. Ông Phạm Minh Chính cũng cho biết, vừa qua, quá trình đấu tranh phát hiện một số vụ việc lợi dụng quyền lực, uy tín lãnh đạo để thao túng một số vấn đề liên quan đến đất đai, mua sắm. Ủy ban kiểm tra các cấp cùng với cơ quan thanh tra, kiểm toán đã phát hiện, xử lý.